Rồi, chào mọi người. Bây giờ mình lại giới thiệu cho người một cái website để mọi người có thể mua hàng về những cái máy móc công cụ dụng cụ ha. Thì đây là một cái website hoàn toàn mới luôn. Bên mình đang làm thì nó mới hoàn thiện tầm khoảng cả 70% ha. Thì những sản phẩm mình đưa đây tầm khoảng cỡ 3.000 rồi. Thì website của nó là tên là siêu thị máy móc thiết bị.com. Thì anh em cứ click vào cái website là siêu thị máy móc thiết bị.com thì mình sẽ ra một cái giao diện như thế này ha. Đó. Thì bên mình sẽ giao diện là theo cái sẵn cái thương hiệu nha. Ví dụ như anh em Dewar là Tenlay, Blackdecker, Inco, Total, Macro, Tonsen. Đó, và hãng khác thì mình chưa cập nhật vào đây. Đó. Thì anh em muốn mua một sản phẩm của thương hiệu nào đó thì mình chỉ click vào thôi. Ví dụ mình cần mua Inco thì mình click vào Inco ha. Thì nó sẽ vào cái sản phẩm của Inco. Thì trong sản phẩm Inco đây nó có rất là nhiều cái mục con nè. Đó. Nếu muốn mua gì mua mua máy khuấy thì mình click vào một máy khuấy nha. Máy khuấy Inco thì Inco đang có giá 1.620.000 thôi, rất tốt nha. Hoặc máy dùng pin, mình click vào máy dùng pin. Đó. Thì nó sẽ ra một list như thế này. Rất là hot luôn nha. Hiện tại những cái giá này thì giá cực kỳ tốt luôn á, mà mấy hôm nay mình đã bán trước, chạy trước cho anh em rồi đó. Hoặc là mình vào cái chữ Dewar. Rồi, thì mình sẽ chọn những cái sản phẩm trên đây ha. Mình cần mua máy cơ kiếm, mua máy cơ lộng hay là máy khoan, hay lướt vào một máy khoan thì nó sẽ ra cho những cái sản phẩm mà mình cần mua ở đây. Đó, anh em mới chọn mã thôi ha. Rồi thì đây là một cái website mới, mình nó cập nhật tầm khoảng có 70% nha, vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nhưng mà anh em vẫn có thể đặt hàng được, mình vẫn có thể xử lý đơn hàng trên đây được. Thì anh em có nhu cầu á, thì mình cứ vào trên đây mình đặt hàng, mình cần cái gì thì mình chọn đó mình mua ha. Còn không á, thì mình có vào mục tìm kiếm nè, mình cần một giống như là dao rọc giấy như vậy thì mình chọn như rau dao rọc giấy ha, nhìn bấm cái nút C kế bên nè nên là nó sẽ ra. Đó, quá trời giao luôn nè, anh em có thể chọn. Thì phương thức đặt hàng như thế nào thì mình chỉ cho anh em luôn nha. Thì đây là một cái website mới, anh em muốn đặt hàng thì để mà thuận tiện sau này á. Nếu như anh em nào có nhu cầu đặt hàng thuận tiện sau này, anh em chỉ cần click vào mục đăng ký tài khoản nè. Tài khoản đây ha. Anh em chọn cái mục mà anh em mình đăng ký rồi. Thì mình chọn mục đăng xuất trước đi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ click vào đăng ký nè. Chọn một đăng ký ha. Thì khi đăng ký anh em bắt đầu bấm cái nút họ tên nè, mình có đăng ký thì Hồng Nguyễn Chí Đạm ha. Đó, Nguyễn Chí Đạm. Rồi cái mật khẩu nè. Mình đăng ký 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mật khẩu là tượng trưng thôi nha. Rồi lúc một đăng ký. Thì do là cái này mình đã có đăng ký rồi ha. Đó, thì email tồn tại nè, thì mình chọn vào mục đăng nhập. Đó. Thì những anh em nào cái vấn đề mà đăng ký này rất là tiện nha. Nãy giờ mua mình đăng ký một lần thôi là mình có thể mình mua được nhiều lần, và những lần sau nó có địa chỉ sẵn đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở cho anh xem. Đó, khi mà anh em đăng ký vào tài khoản phải không, thì mình vào mục tài khoản nè, mình chọn chữ quản lý tài khoản thì nó sẽ ra thông tin tài khoản mình ở đây đó. Xin chào Nguyễn Chí Đạm này ha. Thì đây nó sẽ có những cái đơn hàng, ví dụ trong một năm nay anh em mua như đơn hàng thì nó hiển thị ở đây hết nha, hiển thị hết trên đây hết luôn. Thì mình muốn biết chi tiết những cái sản phẩm mà mình mua đây nè, mình bấm vào mục chi tiết ha, chi tiết để ra cái chi tiết mình cần mua trên đây đó. Thì trong những cái đơn hàng này nè, cái này để vừa anh em vừa cái người mua vừa theo dõi và cái người bán cũng vừa theo dõi luôn ha. Thì sau này ví dụ như bên cửa hàng mình có cuối năm á, có những tổng kết và những cái gọi như những khách hàng thân thiết đó, thì mình có thể mình căn cứ vào đây để mình có thể làm cái cơ sở để mà khuyến mãi cho anh em ha, những anh em nào mua nhiều trong năm á. Đó, thì anh em nào cứ mua hàng thì vui lòng cứ đăng ký tài khoản nha, chịu khó một chút thôi để làm cái cơ sở sau này mà anh em cuối năm có thể có những cái chiết khấu hoặc là có những cái phần quà gì đó ha. Với cái thứ hai nữa là khi mà anh em mua hàng lần hai đó thì mình cũng mình dễ nữa. Cái địa chỉ mình không cần nhập lại
Ví dụ trên đây nó sẽ có cái địa chỉ sẵn luôn nè, nó thông tin giao hàng nè, rồi địa chỉ thanh toán nè, nó có đầy đủ hết nha. Thì nó rất là tiện luôn, tiện cho người mua lẫn người bán luôn ha. Đó. Còn ở đây là nhận email đăng ký khuyến mãi nha. Khi nào có khuyến mãi anh em đăng ký đó, mình cập nhật cái đó mình sẽ gửi cho anh em. Rồi thì sau khi đăng ký xong, anh em vào quay lại cái trang chủ á, để mình mua hàng. Thì mình, ví dụ như bây giờ mình thử ha, ví dụ như đây mình chọn cái này đi, thấy cái này ha, mình lít vào cái giỏ hàng nè, anh em lít một cái ha thì nó ra như thế này, mình bấm vào tiếp tục mua hàng. Nếu đang tiếp tục mua hàng thì lít vào một tiếp tục mua hàng, còn không tiếp tục mua hàng thì mình lít vào chữ thanh toán đơn hàng. Thì đây mình sẽ lít vào một tiếp tục mua hàng nha. Đó thì mình chọn thêm cái này nữa. Đó thì mình lại tiếp tục mua hàng ha. Mình chọn thêm cái này. Sau khi đủ rồi đó mình chọn một thanh toán đơn hàng. Thì hiện tại bên website mình nó đang áp dụng một cái chính sách là một giá về chi phí vận chuyển. Đó thì những anh em nào mua ít mua nhiều á, chúng ta mà mua một sản phẩm thì chi phí vẫn là 40.000. Mua ba sản phẩm thì cái phí vận chuyển vẫn là 40.000 nha. Thì nó đang ưu đãi đó, anh em cứ mua thì mình mua. Chứ nay mai là bên mình sẽ áp dụng cái chi phí vận chuyển theo cái cân nặng thì nó sẽ cước phí nó cao hơn. Ví dụ như một cái máy này nặng ví dụ như là ký, ba cái ba ký thì sẽ tính ra cái cước phí nó sẽ khác nha. Còn bây giờ nó đang ưu đãi thì anh em cứ mua hàng ha. Còn cái mã giảm giá này khi nào mình có chương trình mình có nhập mã giảm giá thì mình báo cho mọi người. Thì mọi người có thể áp mã giảm giá đây để được giảm giá. Thì sau khi đã nhập hết rồi nè, mình chọn vào nút đặt hàng. Nha. Đó nè, vẫn giao hàng tận nơi phí vận chuyển 40.000. Còn anh em muốn mà thay đổi địa chỉ khác thì mình chọn địa chỉ giao hàng bên đây, đến địa chỉ khác nha. Nha, đó. Thì bấm nút đặt hàng đi. Thì sau khi mình bấm nút đặt hàng thì báo là đơn hàng đã được xử lý nè. Đó, mà cảm ơn bạn đặt hàng, hoặc email xác nhận gửi đến email nè. Đó. Thì coi như đặt hàng đã thành công rồi đó. Anh em muốn tiếp tục mua hàng thì bấm vào cái chữ tiếp tục mua hàng ở đây. Còn không thì thôi thoát ra. Nha, đó, bấm mình tiếp tục mua hàng thì mình sẽ quay lại cái sản phẩm thôi. Thì cũng nói thêm ha, đây là một cái website mới nên gần như là nó chưa có đầy đủ. Thì những anh em nào mua hàng trên website á thì mình cứ đây mình đặt và mình có thông báo luôn nha, trên website á, thông thường là nó có mua hàng online á là nó có một cái khuyết điểm như thế này, mình nói trước để cho anh em sau này khỏi bỡ ngỡ. Thì tất cả những cái sản phẩm mà của những cái thương hiệu này nè thì mình đã đưa hết trên website rồi. Thì đó, thì có những sản phẩm mà nó lại không ở cửa hàng mình không có, tại vì một cái cửa hàng mình hoạt động thì không thể nào mà tồn kho 100% các sản phẩm của những cái thương hiệu này hết á. Đó, gần 3.000, hơn 3.000 sản phẩm ha. Do vậy thì những anh em mà đặt hàng online á, bên mình sẽ xử lý cái đơn hàng. Ví dụ những cái đơn hàng mà anh em đặt á, mà bên kho mình có mình sẽ đóng hàng đi ngay. Còn những đơn hàng mà anh em đặt mà không có đó thì mình sẽ đặt hàng nhà cung cấp. Mà nhà cung cấp có thì nó sẽ giao mình sẽ đóng hàng đi cho anh em. Còn nhà cung cấp mà hết hàng thì mình cũng hẹn lại anh em vào ngày khác khi nào có hàng thì thông báo. Thì mình sẽ ghi nhận ở đó nha. Chứ không nhất thiết là khi mà ví dụ như tất cả anh em đặt hàng là được có hết. Thì anh em để ý, ví dụ những cái sản phẩm nào mình review á, trên cái YouTube Nguyễn Chí Đạm á, thì nó sẽ có hàng để giao. Còn những sản phẩm nào mà không có review á, thì hầu như là chưa về cửa hàng. Thì chưa về cửa hàng thì có hai trường hợp. Một là nó sẽ có hàng ở nhà cung cấp, thì mình sẽ đặt hàng cung cấp chuyển qua hay trong buổi sáng hay chuyển buổi chiều thôi. Anh em đặt hàng buổi tối thì mình xử lý trong buổi sáng ngày hôm sau. Đặt hàng trong buổi chiều thì sau 3 giờ thì mình xử lý vào ngày hôm kia ha. Đó. Thì anh em đặt trên đây nó có cái tiện, thứ nhất là về giá nó rẻ, cái thứ hai cái phí vận chuyển nó cũng tốt nữa nha. Thì cái xử lý đơn hàng bên mình thì nó cũng dễ dàng hơn. Ví dụ như anh em mua hàng á thì anh em đặt trên đây mình xử lý hàng rất là dễ, cho một người gọi điện và thông báo xác nhận đơn hàng đó thôi là mình có thể mình chốt đơn hàng để mình đi. Thì nguyên tắc khi mà anh em đặt hàng trên đây á, là chưa có chốt đó nha. Anh em đặt hàng trên website nè là chưa có chốt đơn hàng đâu. Thì khi mình kiểm tra trên hệ thống á, có những cái hàng nào còn hay không còn mình sẽ báo cho anh em và chốt đơn hàng. Sau khi chốt xong thì mình mới đóng hàng cho đi. Đó, thì nó sẽ tiện cho hai bên nha. Anh em lưu ý. Rồi, thì đây là cái website mà mình đang xây dựng. Thì anh em có nhu cầu qua đây và mình cam kết với anh em luôn ha, giá ở trên website mình gần như là rất là rẻ hơn những cái
Lazada, Sendo đỏ hay Shopee gì đó, những cái hàng tử rất rẻ, bởi vì mình đang đây là một sản phẩm website mới nên còn ưu đãi cạnh tranh về giá dữ lắm nha. Anh em có mua thì anh em qua đây anh em lo mua. Có những sản phẩm về cái tool công cụ dụng cụ á, nó giá cực kỳ tốt luôn đó. Còn những ngoài cái đó thì anh em mua đâu mua ha, mình không có bán. Ngoài những cái thương hiệu này thì mình không có bán nha. Dù anh em còn mua quần áo, mua giày dép gì đó thì qua trang khác mua. Ở đây là siêu thị máy móc thiết bị, thì nó chuyên về những cái máy móc thiết bị thôi đó. Anh em thấy không, quá trời nè. Thì một cái trang gì đó thì là 100 cái sản phẩm, thì mình có thể mình kéo lên kéo xuống mình xem nha. Mình có thể kéo lên kéo xuống mình xem để mình đặt hàng. Thì anh em cứ đặt đi thì mình sẽ chốt hàng trên đây thôi ha. Và mình đặt hàng nào có mình đóng, không có mình đóng hàng không cấp. Thì mặc nó xử lý hàng này có thể là nó chậm hơn chút, nhưng mà được cái là nó giá nó tốt á, anh em không cần vội thì giá nó tốt nha. Còn những cái sản phẩm mà review á, có sàn liền là đi liền luôn. Còn những sản phẩm nào mà chưa có thì mình phải đặt nhà cấp, nó giao qua thì cũng lẹ lắm ha. Có nhiều mình giao nhiều. Mắc rò cũng nhiều nè ha, cái nào cũng nhiều hết á. Thì mà có những cái thì mình sẽ tách nó ra cho anh em dễ 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 mua ha. Thì ở trên đây nó có hãng Total là mình chưa tách ra, là có nghĩa là mình sẽ đưa vào những mục con á, dù như máy mài máy khóc máy khoan cái gì đấy mình sẽ đưa vào một con, tại nó rất là nhiều. Incode cũng có mà làm chưa có hết nè đó. Incode cũng có mà làm chưa có hết, nó còn rất rất là nhiều dưới đây ha đó. Mới làm được chút đỉnh thôi nhưng mà mình vẫn đặt hàng được nha, cứ thoải mái đặt hàng đi. Hồi nãy mình đặt hàng mẫu cho anh em xem rồi đó đó, điều quơ cũng có ha, nào cũng có hết. Thì từ từ mình sẽ cập nhật trên đây đó, và giá cực kỳ tốt cho anh em đặt hàng luôn đó. Thì khi mà anh em đăng ký thì mình vào rồi nè đó, tài khoản này nó quản lý về cái đơn hàng mình dễ lắm nha. Rồi ok, anh em mà có nhu cầu hãy lên đây đặt hàng. Thì mình xin nhắc lại, đây là website mới nên về cái giá rất là ưu đãi và cạnh tranh nha, cực kỳ ưu đãi và cực kỳ cạnh tranh luôn đó. Thì anh em cứ xem coi sản phẩm nào nó phù hợp với nhu cầu của mình thì mình cứ đặt hàng ha, thì mình sẽ xử lý hàng cho anh em. Rồi, cảm ơn ha, chào hẹn gặp lại.